chào các bạn. Mình hôm qua mình đi xe lửa đây. Xe lửa lên xe lửa cái chơi. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh An Trồng Sợ Úc. Mình là An. Không lẽ là xe bên kia? Ủa thật kỳ vậy. Chết bà, chết lộn rồi, lộn rồi. Ủa anh sao? Đang đến số 3 rồi đó. Lẹ lẹ lên lên lẹ. Tục quân. Thank you. Tại sao không có giống ngồi? Thank you. Trời quá. Trời ơi, mệt. Nãy mình chờ lộn một cái đường ray khác á, nên mình thấy cái đường ray, cái xe lửa này tới á, là mình chạy qua cái đường ray này á, muốn nát thở luôn mấy bạn. Hên là có người Tây chặn cái cửa xe lại cho mình á, với lại có một cái người Tây khác nữa mở cái cửa to tàu á, để mình qua cái băng này có ghế ngồi nè. Cái chuyến xe lửa này á, là nó chạy vô trung tâm thành phố nha mấy bạn. Thì đây là xe lửa ngày thứ bảy, cũng không có đông người như là những ngày thường. Ngày thường á là không, giờ này thì cũng không đông đâu. Nói chuyện lạ ngọt. Không muốn đi xe lửa một tiếng mà. Sợ cầu thang này mẹ ẵm lên. Cha. Tới. Bây giờ mình sẽ đi đường này. Bây giờ mình sẽ đây là mẹ tiên. Mẹ có muốn lên kịch muốn ẵm. Muốn ẵm đúng không? Ẵm thì cầm cái camera giùm mẹ. Yeah. Mấy bạn có nghe cái vụ mà con nít nó bị kẹt cái chân vô cái cầu thang mai cuốn, nó bị cuốn lên không? Thì thằng lũ này nó bị nha mấy bạn. Nên bây giờ nó sợ lắm. Mỗi lần đi lên cầu thang phải ẵm vậy nè. Bây giờ phải chuyển qua cái... Đây là cái bảng hướng dẫn nè. Mình coi cái bảng hướng dẫn mình muốn đi đâu á thì... Mình muốn đi lai tàu số mấy, lai tàu tên gì thì mình sẽ đổi theo cái bảng hướng dẫn này. Đấy mà, đây là cái bảng hướng dẫn nè. Ừ. Biết số 5 không? Đây, mình sẽ đi ra ngoài. Ở đây là có cái thẻ để mai kỳ để mà ra cái khỏi cái cổng này. Thì thường mình sẽ cho thằng Tuấn nó đi trước. Tại Tuấn. Rồi. Để qua cái cổng này thôi. Đây là cái thẻ tháng. Thường mình chỉ đi làm có 5 ngày một tuần thôi, nên thường cuối tuần mình sẽ không có xài tới. Nhưng mà bữa nay mình tranh thủ mình xài luôn. Một ngày như vậy là mấy bạn mua vé là khoảng 10 đô ấy ạ. Mắc ghê sợ không? Đây là cái trung tâm thành phố nè. Trời nắng rất là đẹp luôn. Hết mùa đông rồi. Muốn đi phun nước. Phun nước hả? Đi lại cái chỗ công viên phun nước hả? Mấy cái ông mà này nè là mấy cái ông kiểm vé xe lửa này mấy bạn. Mặc áo xanh lá chuối ở bên trong, áo đen ở ngoài á. Mấy bạn mà đi trốn vé thì nhớ nhìn mấy ông này là né né nha. Ông là bị phạt hết 200 đô á. Ở bên kia có cái nguyên một đám chim bay kìa mấy bạn. Không, cái cảnh chim bay này thì ở Việt Nam mình sẽ không có cơ hội mình nhìn thấy đâu. Tại chim nó lên chảo hết rồi. Muốn nắm tay. Ừ. Giờ mình sẽ đứng đây để mình chờ xe. Không phải, mình chờ để mình nghe. Không. Con muốn sao? Muốn cầm tay. Con muốn cầm tay thì cầm tay. Ừ. Tại sao không cho cầm tay vậy? Cho sao không? Rồi bây giờ mình sẽ bắn pháo lọt. Cái chỗ đối diện này chính là cái chỗ này. Ừ, cái xe bán kem màu hồng, rồi mấy bạn có thấy không? Mình gần cho mấy bạn coi nha. Bây giờ mình sẽ đi lại cái chỗ bán kem ở bên kia. Ờ. Nóng quá phải không? Quá. Đây. Bán kem quá trời luôn. Mình nóng quá đi mua nước. Mua nước hả? Kem này nó bán 6 đồng một cây. 6 đồng một cây nha mấy bạn.
kiếm chỗ nào ngồi, ngồi này đi. Ở đây có nhiều quá đây. Đây nè, khu này có nhiều, khu này bán, tính ra bán nhiều đồ lắm đó. Không, tính ra có triển lãm ở đây nè. Nó dựng liều nó bán đồ quá trời nè. Ở kia, bên kia nó còn đang treo bảng kìa. À, đúng rồi, đây là lễ hội gì, là Tết Trung Thu á các bạn ơi. Nó đang treo cái bảng á. Chắc tối nay là sẽ có sự kiện gì đây. Ở bên đây nữa nè. Bây giờ mình sẽ nhìn thấy được những người ta mặc mấy cái áo. Mình nghĩ là tối nay người ta sẽ tổ chức cái gì đó. Mấy cái áo của phim cổ trang thời Trung Quốc á nè. Thấy không? Ừ. À, rồi người ta trang cái bảng này. Lễ hội Trung Quốc. Ê, tụi anh không có bước lên con. Dù là cỏ giả. Mình thấy không? Mình nghĩ là người ta đang xây dựng mấy cái liều trại để mà tổ chức cái tối nay sự kiện nó sẽ hoành tráng đây. Kế bên đây á, nó sẽ là dòng sông Gia Rà nổi tiếng ở Melbourne này. Nóng quá hả? Thằng này thì nó thằng nóng. Nóng rồi, ok. Có mấy cô gái mặc áo đẹp ghê chưa nè. Thấy không? Nhưng mà nói chung là không đẹp bằng phim Trung Quốc. Phim Trung Quốc nó có Photoshop nó tút lại đẹp hơn. Thì hiện tại á, là người ta đang chuẩn bị tổ chức sự kiện nên ở đây bây giờ cũng chưa có cái gì hết trơn để coi. Liền cái gì vậy? Cầm cái đó là gì? Cước chim. Cước chim đâu qua vậy? Chim đậu lên cây. Nó rớt xuống là thành cước chim. Kệ quá, cứ nhiều cước chim. Áo đẹp quá tưởng. Áo đẹp lắm. Tưởng có thấy mấy ai được thằng màu đỏ không? Ừ, nhiều màu đỏ không luôn. Đi đi, bước lên. Mà không tin. Đây người ta bắt đầu bán mấy cái thổ cẩm nè mấy bạn. Mặc đồ đẹp ghê chưa? Bán mấy cái đồ để mà hắn lên tóc. Trong phim Hàn Quốc. Nói mấy cái vụ nữa nè. Trong mấy cái phim Hàn Quốc, ai mà mê phim Hàn Quốc á là chắc mê, không phải lộn, phim Trung Quốc chứ. Là mê mấy cái này lắm nè. Mấy cái câu đối liễn nè. Qua bên này nè. Bên giải chợ bên này đó nè. Đó. Có nhiều người vô lụa lắm bạn. Ở dưới to chữ Trung Quốc không, mình đọc không hiểu. Chắc này bán bánh Trung Thu quá ta, hợp hợp. Bánh bán cái này chắc là nước tăng lực. Cái sao mày con ra cầm tay. Cho chị cứ. Cầm tay, cầm tay. Cầm tay, cầm tay. Hả? Mấy cái này nữa nè. Mấy cái đồ nhỏ 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 nữa. Coi thử coi. Ta nói tiếng Trung Quốc không mà đọc nghe không hiểu. Tây nó cũng mê mấy cái này lắm. Không biết bán nhiêu tiền nữa. Thôi mà mình cũng không mua đâu. Mua về chất đóng nó thành rác rồi dục. Đây nè. Mấy cái bông tai nè. Ua hey. Trung Quốc mà. Trung Quốc lai tây cũng nhiều. Trai đẹp gái không.
mình thấy ở trên phim á, mấy cái này á, nhìn nó công phu hoành tráng, mà ở đây nhìn giống như đồ mũ vậy. Với lại cái khu chợ trời của người Trung Quốc mà ở nước ngoài á, thì nó nhìn nó có nhiều người không phải là người châu Á, nhìn nó lai lai, nhìn nó không có traditional chút nào hết trơn, nhìn nó. Với lại mấy cái cô Trung Quốc này nó cũng nhuộm tóc nữa, không phải là tóc đen mà là tóc nâu kiểu này, nhìn nó như là cái món cơm trộn Hàn Quốc mà đồ gì bỏ vô một cái tô trộn lại gì đó hả. Mình đi câu tắm á, đi câu rồi không đi nổi nữa hả, đâu đi đâu đi, đứng đây coi có đi đâu đâu. Nói chung là nhìn cũng rất là vui lắm. Thấy nó nhạt, không có cảm xúc. Chắc là tại mình hơi cổ lỗ sĩ. Thôi chạy đó đi thôi. Thôi đi. Đi đâu, muốn đi đâu nữa. Muốn ngắm hả nè. Bữa đi. Không đi cho đó. Diễn viên Trung Quốc trên màn ảnh thì lúc nào cũng đẹp, lúc nào mơ mộng là chỉ có nằm ở nhà coi phim là mới mơ mộng được thôi. Ra đời coi thực tế, trời ơi, nhìn như là cơm trộn Hàn Quốc, bỏ mọi thứ vô trộn lại. Còn đói muốn ăn gì không biết. Cái xe đẩy này bán kem mà tới 6 đồng một cây kem. Để xe tram nè, tram nó chạy kìa. Tram màu đỏ kìa. Thì mình sẽ băng qua bên đường đó. Cái chỗ này là The Street Station nè mấy bạn. Chỗ này thì mình là cái trung tâm trung chuyển của tất cả các chuyến xe tram, nhưng mà xe lửa đó, nhưng mà nó chỉ đi vòng vòng quanh thành phố thôi, là chiếc xe lửa màu xanh trên biển á. Còn nếu mà bạn muốn đi về vùng nông thôn á, mình không muốn đi xe lửa màu tím, thì mình chuyển qua xe lửa màu tím á, thì mình phải đi về South Thành Cross nha. Chứ không muốn đi xe lửa màu tím mà. Đó, bây giờ bạn lượn em xuống bên trong. Mình thấy người nhiều nữa cơ. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.